Nếu như ở Hà Nội nhân viên y tế bị hành hung khi đi phun thuốc diệt mũi, thì ở tỉnh Quảng Trị, trong khi làm nhiệm vụ cắt điện của một số khách hàng chưa thanh toán hóa đơn tiền điện, một nhân viên điện lực đã bị hai đối tượng tấn công khiến ông phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nhiều vết thương ở đầu, tai và hai cánh tay. Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 8, tại khu vực giao nhau giữa đường quốc lộ 9 và đường Hàng Nghi, thành phố Đông Hà, ông Hoàng Thanh Minh đã bị hai đối tượng cầm gậy gỗ chạy xe máy đuổi theo, ép vào lề đường, đánh vào đầu và khiến ông Minh choáng váng. Đối tượng Hành hung Ông Minh trú tại phường 1, thành phố Đông Hà là một trong những hộ bị ông Minh cắt điện do không thanh toán số tiền điện khoảng 5 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Minh đã trình báo cơ quan công an. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ vụ việc.